Vâng, xin chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Nhật Bản. Và trước mắt cô chú, anh chị và các bạn là một cái tiệm đồ cũ, hàng đã qua sử dụng. Hôm nay mình vào đây thì thanh toán được một cặp loa trong tình trạng rất đẹp nhé. Mình quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Bác nào quan tâm thì cứ chụp lại thôi và gửi qua một trong hai số Zalo. Trước mắt anh chị em là một cặp loa 301 AV Monitor, một trong những cặp loa huyền thoại của hãng. Cặp loa thì anh chị em quan sát nhé, cái màu của nó thì cái màu kem anh chị em nhé, một trong những cặp loa có cái màu sắc rất là lạ. Các bác quan sát này, bây giờ mình tháo bên trong quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Đây là một trong những cặp loa nghe nhạc và hát karaoke trong tầm tiền rất vừa phải để anh em lựa chọn. Cô chú chị các bạn được quan sát này, một cặp loa nguyên zin tròn vành rõ chữ, một trong những cặp loa được bảo quản và giữ gìn rất là tốt luôn. 301 AV hay ở Việt Nam hay gọi là dòng bầu chỉ đỏ anh chị em. Nó có một cái đường chỉ, tuy nhiên thì cặp loa này màu của nó là màu kem anh chị em nhé. Màu kem nên là chỉ của nó cũng màu kem luôn. Một trong những cái màu rất là lạ của cái dòng loa AV Monitor. Quay lại mặt phía sau thì anh em quan sát con này thì vế phải vế trái đầy đủ. Tem và thông số kỹ thuật của nó thì 150W một thùng. Đó, con này anh em quan sát nhé. Quan sát con này là loa bên phải này, chữ này chữ right, nhưng phải. Loa trên là loa bên trái. Xét phải đầy đủ. Cặp loa nghe nhạc và hát karaoke vô cùng chất lượng. Cặp này thì mình vừa thanh toán tiền xong nhé, giá về tay là 15 triệu hàng đi bay. Hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. 15 triệu là giá về tay nhé. Anh em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Thời gian này ở ngoài miền Bắc thì đang mưa bão lũ lụt rất là kinh hoàng. Vì vậy là trong những dịp này thì khả năng giao hàng bị hạn chế, chậm 1-2 ngày so với thông thường. Cứ tiếp và liên tục chương trình sang cái hành lang đây thì cô chú như các bạn có thể quan sát là rất là nhiều nữ trang. Và mình cũng thanh toán được một chiếc nhẫn trong tình trạng rất đẹp anh chị em nhé. Các bác nào quan tâm thì cứ chụp lại thôi. Trước mắt anh chị em là một chiếc nhẫn mà khuôn của nó bạch kim và được đính trên một viên đá quý màu xanh da trời. Rất đẹp và rất độc lạ anh chị em nhé. Cố gắng là mình quay cận cảnh chi tiết. Sau đó thì báo giá về tay, bác nào quan tâm thì chụp lại. Đây là một trong những chiếc nhẫn rất là đẹp mà bác nào đeo vừa thì đây là một sản phẩm rất là tuyệt vời. Rất là sáng và rất đẹp nhé, một cái màu xanh da trời. Đây là cái giấy chứng nhận của nó này. Đấy, ảnh chụp, giấy kiểm định, giấy chứng nhận. Trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái nhẫn có đầy đủ giấy kiểm định. Cái này trên khuôn của nó là bạch kim anh chị em nhé, bạch kim 900. Đây là cái size của viên đá này. Đây là màu sắc này. Khuôn bạch kim, giấy tờ đầy đủ, giấy chứng nhận của Nhật Bản. Một trong những chiếc nhẫn rất là đẹp và giá tiền rất là phải chăng. Đa số những cái món nào mình thanh toán tiền rồi là giá rất là tốt anh chị em nhé. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước. Anh chị em nào đeo vừa cái nhẫn này thì một trong những sản phẩm rất là tuyệt vời. Cái này thì dành cho bạn nữ nhé. Một chiếc nhẫn size của nó là 18. 18 là lòng trong. 18 lòng trong thì chị em phụ nữ đeo ngón giữa là vừa chuẩn luôn. 18mm anh chị em nhé, là cái lòng trong của chiếc nhẫn. Còn cái viên đá này của nó thì mình ước chừng khoảng 10mm, một chiều 10 x 8, đúng không? Một chiều dài là 10, một chiều ngang là 8mm. Chiếc này về tay là 15 triệu nhé, 15 triệu là giá về tay. Một trong những chiếc nhẫn rất là đẹp, được đánh rất là tinh xảo trên một cái khuôn là bạch kim anh chị em nhé, khuôn bạch kim rất là sáng. 15 triệu là giá về tay. Anh chị em quan tâm thì chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Hàng ngày hàng tuần thì mình lang thang khắp tại các trung tâm thương mại, đa số những món hàng nào mới về là mình cập nhật ngay lập tức cho cô chú anh chị các bạn. Kế tiếp và liên tục chương trình, đây cũng là một bộ nữ trang của bạn nữ, giá rất là tốt luôn anh chị em nhé. Bác nào quan tâm thì nhanh chóng chụp lại nhé. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Một sợi dây và một chiếc nhẫn của bạn nữ. Cái này thì đầy đủ giấy tờ anh chị em nhé, đầy đủ giấy tờ và rất là sáng và rất là đẹp luôn. Bây giờ mình quay cái sợi dây trước nhé. Trước mắt anh chị em là một cái chứng nhận
một cái sợi dây bạch kim và được đính một viên kim cương nhá, kim cương tự nhiên luôn này chị em nhá, kim cương tự nhiên đây các bác có thể quan sát này. Đấy, bạch kim PT900 màu sắc càng trắng sáng, một viên kim cương tự nhiên có đầy đủ giấy tờ chứng nhận. Bộ này về tay thì giá cực kỳ tốt nhá, bây giờ mình sẽ quay chi tiết sau đó thì báo giá. Đấy, các bác có thể quan sát này, một viên kim cương rất là đẹp luôn chị em nhá, lấp lánh trên một cái sợi dây bạch kim là 45 cm, chiều dài là 45 cm nhé. Bạch kim 900, giá đang bán tại Nhật là 57.200 yên cả thuế, 0.34 carat anh chị em nhé. Là một cái viên kim cương rất là sáng và trên một cái sợi dây bạch kim sáng đẹp lấp lánh, dài 45 cm, chiều dài rất vừa tầm chị em nhé, chiều dài rất là đẹp, dài 39-40 nó hơi ngắn một chút, 45 cm chiều dài quá đẹp để anh em sử dụng. Một viên kim cương rất là sáng anh chị em nhé, rất là sáng. Cái bộ này thì tiệm nó nói là của một chú nhá, của một chú chơi, nên là anh chị em nào sắm thì sắm cả luôn cả cái bộ này thì rất là tuyệt vời, giá của nó thì rất là tốt nhá. Lát nữa thì mình sẽ báo giá cả một bộ để anh em tiện bề mua sắm. Kế tiếp là liên tục chương trình, trước mắt là anh chị em là một cái nhẫn, một chiếc nhẫn bạch kim và cũng được đính một viên kim cương, kim cương tự nhiên này chị em nhá, đây là giấy chứng nhận kim cương tự nhiên. Đấy, bạch kim 46.200 yên, 0.26 carat. Đấy, trên một cái khuôn nhẫn có một lối đánh vặn xoắn nhìn rất là yểu điệu, rất đẹp anh chị em nhá, rất là đẹp, đẹp và cổ điển, mang phong cách cổ điển. Một viên đá rất là sáng, rất là sáng và đẹp. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước lòng trong của cái nhẫn nhé, để anh chị em dễ bề trong việc mua sắm. Anh chị em cứ đo cái nhẫn lòng trong của mình thôi, sau đó thì qua đây so sánh. Chiếc này thì trên một cái khuôn bạch kim và lòng trong của nó là 16 mm, vừa ngón tay nhẫn của chị em nhé, 16 mm là lòng trong. Đấy, một sợi dây và một chiếc nhẫn rất sáng và rất đẹp, giấy tờ đầy đủ. Bộ này về tay là 22.900.000 đồng anh chị em nhé. 22.900.000 là giá về tay, bao ship trên toàn quốc và bao thất lạc trên toàn cầu. Phí ship những dạng dây chuyền và nhẫn đá quý thì người ta lấy rất là cao, bởi vì bảo hiểm thất lạc trên toàn cầu. 22.900.000 đồng là một bộ này nhé. Anh chị em quan tâm thì nhanh chóng chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Cái viên đá và sợi dây rất là đẹp, giá rất là tốt để anh em mua sắm. 22.900.000 đồng là cả dây và nhẫn anh em nhé. Cả dây và nhẫn. Các bác cứ chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Khoảng hơn chục ngày các bác sẽ nhận được hàng. Giao hàng miễn phí trên toàn quốc và bao thất lạc trên toàn cầu. 22.900.000 đồng. Giấy tờ táp mác đầy đủ. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một chiếc đồng hồ của Nam, trong tình trạng là đã sử dụng nhé, đã qua sử dụng, hàng đã qua sử dụng. Cái này thì mình vừa thanh toán tiền xong, các bác có thể quan sát là nguyên hộp, sổ thẻ, táp đầy đủ, hộp táp, giấy tờ đầy đủ. Một con Orion Star hay còn gọi tên gọi là ngôi sao phương Đông, đây là hộp của nó anh chị em nhé. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho nó báo giá về tay. Trước mắt anh chị em là một chiếc đồng hồ màu nâu cà phê, dây cũng màu nâu cà phê, là dây da anh chị em nhé, dây da nâu cà phê. Và cái đồng hồ này anh chị em quan sát là nó automatic, mặt La Mã, nhìn rất là sang, thanh lịch. Và cơ chế hiển thị của nó thì các bác có thể quan sát này, lịch trăng sao này, lịch thứ, lịch ngày. Một cơ cấu vô cùng phức tạp của đồng hồ cơ khí anh chị em nhé. À, các bác có thể quan sát là kim nó làm rất là mượt, mịn, đẹp và mặt số La Mã rất là tinh xảo. Độ hoàn thiện của con này rất là cao anh chị em nhé. Và một cái màu nâu cà phê nhìn rất là đẹp. Và đây là một trong những con đồng hồ vào tay chắc chắn sẽ rất là tuyệt vời để anh chị em mua sắm. Giá con này về tay là 7.900.000 nữa nhé. 7.900.000 đồng, bản automatic, sản xuất tại Nhật, bản nội địa anh chị em nhé. Con này con ngôi sao phương Đông bản nội địa. Em quan sát này,
nhìn thấy rõ tim gan phổi phèo của một cỗ máy vô cùng phức tạp, thể hiện các loại lịch nhé, lịch trăng sao, lịch ngày, lịch thứ, made in Japan. Dây của nó thì da này, anh em quan sát này, hàng đã qua sử dụng. Còn này thì quả đồng hồ là không tì vết nhé, quả đồng hồ giữ gìn rất cẩn thận. 7.900.000 đồng là giá về tay. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước nhé, sau đó thì vào tay để anh em có thể tham khảo. Bằng phương pháp thủ công thì mình đo được là 40, size 40 chị em nhé. Một cái size 40 thì rất dễ đeo, không quá lớn và không quá nhỏ. Đấy, và sau khi vào tay anh em quan sát này, một con đồng hồ cực kỳ chất, rất chất lượng anh chị em nhé. 7.900.000 là giá về tay. Anh em cứ chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. Số điện thoại thì mình để cả số tại Việt Nam. Anh chị em nào chưa biết cách kết nối thì có thể gọi trực tiếp qua số tại Việt Nam, có nhân viên hỗ trợ 24/7. 7.900.000 đồng nhé. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Hơn chục ngày anh chị em sẽ nhận được hàng. Một con đồng hồ cực kỳ chất. Kế tiếp và liên tục chương trình, trong cái tiệm này thì hôm nay nó về là một con bản Senko cao cấp nhé. Các bác có thể quan sát này. Đấy, đang để trong lồng kính, hàng mới về. Bây giờ mình sẽ báo nhân viên người ta để ra bên ngoài, quay cận cảnh chi tiết và báo giá về tay. Hai chị em cùng chờ đợi trong giây lát. Vâng, sau khi nhân viên người ta để ra bên ngoài thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết nhé. Trước mắt anh chị em là một mẫu Senko đang là bày bán tại Nhật là 13.2000, 132.000 yên. Con này thì nguyên đầy đủ nhá, hộp sổ đầy đủ luôn, hàng rất là mới luôn, hầu như là đeo một vài lần anh chị em nhé, hầu như đeo một vài lần. Đây là một bản trung cấp của hãng, hộp sổ đầy đủ, một trong những con đồng hồ bản thể thao rất là chất lượng. Bác có thể quan sát này, một con Senko automatic với một cái màu ngọc anh chị em nhé, một cái màu ngọc gợn sóng anh chị em quan sát này. Đấy. Cái vòng ngoài thì anh em có thể xoay nhé, vì cái bản này nó bản thể thao. Vị trí 3 giờ là lịch ngày, dạ quang thì sáng toàn bộ kim cọc số. Kim cọc số rất là sáng anh chị em nhé, rất là sáng, đẹp. Đặc biệt là hầu như là đeo một vài lần anh chị em nhé. Đấy, dây này các bác quan sát này, mặt sau của nó này, một con Senko cực kỳ chất lượng để anh em có thể mua sắm. Giá đang bày bán tại Nhật là 132.000 yên. Giá con này về tay là 26.000.000 nhé. 26.000.000 là giá về tay. Anh chị em quan tâm thì chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Đẹp lên đến 98-99% anh chị em nhé. 98-99%, hầu như không tì vết. Mình cố gắng là lấy nét để anh chị em có thể quan sát toàn bộ mặt sau. Đấy, mặt trước của nó thì một cái màu xanh da trời rất là đẹp luôn. Và sau khi vào tay thì anh em quan sát con này, size của nó ước chừng khoảng 40. Lát nữa thì mình sẽ đo nhé, đo chính xác cụ thể. Anh em trông kim nó trôi như một áng mây luôn. Đồng hồ cơ khí mà anh em để ý, kim dây nó trôi càng mượt thì là càng đồng hồ đắt tiền anh em nhé. Bởi vì nó trôi càng mượt nên là bộ máy của nó rất là tinh xảo. Tinh xảo và chi tiết, nó đẩy lên cái kim chạy mượt. 26.000.000 nhé, là giá về tay. Bây giờ mình đo cái kích thước của nó này. Các bác quan sát là con này 40 nhá, size 40. Size 40 bản thể thao, đồng hồ nam nhá. 26.000.000 anh chị em chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là một cái cặp bình gốm Nhật Bản. Và trên đây thì cái tích của nó là phu thê viên mãn anh chị em nhá, công thành danh toại. Một cặp chim công và hoa lá trên một cái nền màu xanh. Rất độc và rất lạ anh chị em nhá. Rất hiếm khi gặp những cặp kiểu như thế này. Đây là một bộ rất là tuyệt vời để anh em mua sắm. Giá về tay 5.000.000 nhá. 5.000.000 một bộ là giá về tay.
bao ship trên toàn quốc và bao vỡ trên toàn cầu luôn. Các bác cứ chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Rất tinh xảo, rất chi tiết. Và cái màu của nó rất là lạ anh chị nhé. Màu xanh. Màu xanh rất độc và lạ. Đây các bác có thể quan sát kỹ. Rất đẹp luôn. Giá 5 triệu một cặp anh chị em nhé. 5 triệu là giá về tay. Giá thì rất là tốt anh chị em. 5 triệu cho một cặp gốm gửi từ Nhật Bản về. Bao ship và bao vỡ. Những cái cặp này các bác cứ chuyển trước 3 triệu. Nhận hàng thanh toán nốt 2 triệu cho nhân viên giao hàng. 5 triệu một cặp giá về tay. Có một cặp duy nhất. Mà nào yêu thích dòng gốm sứ của Nhật thì đây là một trong những cái bộ giá tiền rất tốt để anh em mua sắm. Chiều cao của chiếc bình này thì mình ước chừng nó khoảng 30, hơn 30 một chút. Tuy nhiên thì mình vẫn kéo thước nhé, để anh em có cái nhìn tổng quan. 30,5 anh chị em nhé, chiều cao là 30,5. 30,5 cm. Về tay là 5 triệu. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn là những chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ. Đồng hồ Thụy Sĩ thì nó bao giờ cũng khác biệt so với phần còn lại anh chị em nhé. Thì các bác có thể quan sát, đây là hai chiếc đồng hồ mình vừa thanh toán tiền xong. Bởi vì giá của nó rất là tốt nên là tranh thủ thanh toán luôn nhé. Các bác có thể quan sát hai con đồng hồ của hãng Hamilton. Hamilton là một thương hiệu đình đám từ Thụy Sĩ anh chị em nhé. Và đây cũng là hai con đồng hồ được chế tác tại Thụy Sĩ. Còn nguyên hộp, số và thẻ hàng đã qua sử dụng. Đó, đây là hộp này, đây là thẻ cứng này. Rất là đẹp luôn. Bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết. Bác nào hữu duyên xem được sớm thì chụp lại nhé. Đầy đủ hộp, số, thẻ. Một con đồng hồ cực kỳ chất. Con này thì các bác có thể quan sát vẫn là bản thể thao của Hamilton. Automatic anh chị em nhé. Bản automatic. Bản thể thao là cái xoay này, trên này nó xoay được. Đấy. Đồng hồ Thụy Sĩ thì bao giờ cũng khác biệt so với phần còn lại bởi vì độ hoàn thiện của nó rất là cao. Một con automatic lịch ở vị trí 4:30, kim trôi mượt như áng mây. Sáng và đẹp không tì vết anh chị em nhé. Đẹp, rất đẹp luôn ạ. Hàng đã qua sử dụng nhưng mà rất mượt. Đặc biệt là giá con này cũng rất là tốt để anh em mua sắm nhé. Đây là mặt sau của nó này. Một con đồng hồ cực kỳ chất, giá tiền rất tốt để anh em mua sắm. Con này về tay là 16 năm nha anh chị em nhé. 16 triệu 500 ngàn đồng. Một con đồng hồ Thụy Sĩ, hàng xài lướt. Đây các bác quan sát này, Swissmatch. Một con đồng hồ Hamilton, vô cùng tuyệt vời. Giá tiền rất tốt để anh em lựa chọn. Và đặc biệt đây là cái bản thể thao, đẹp và nam tính. Lát thì mình vào tay để anh em có cái nhìn tổng quan nhé. Một con đồng hồ cực kỳ chất lượng. Bây giờ mình đo cái kích thước nhé, sau đó thì vào tay. Kích thước của con này thì mình ước chừng khoảng 40 thôi, chính xác luôn anh chị ạ. Nó là 40 nhé, size 40 của nam. Và các bác nhìn kim nó trôi, nhìn vô cùng thích luôn. 16 triệu 500 ngàn đồng là giá về tay. Nguyên hộp, sổ thẻ. Hãy cho em chụp lại nhé và gửi qua một trong hai số Zalo. 16,5 triệu là giá về tay. Anh chị em chụp lại nhé. Chụp lại và gửi. Gửi qua một trong hai số Zalo để dễ bề trong việc mua sắm và thanh toán. Dây thì dài nhé. Dây hầu như chưa cắt luôn anh chị em nhé. Hầu như con này là người ta mua sưu tầm mà chính anh chị em. Dây chưa cắt luôn. Cực kỳ tốt và chất lượng để anh em sở hữu. 16,5 triệu. Kế tiếp và liên tục chương trình, sang đây thì cô chú như các bạn có thể quan sát là một con cũng của Hamilton. Cũng đồng hồ Thụy Sĩ, hồ sơ táp mác giấy tờ đầy đủ, hộp sổ thẻ. Và đây là một cái bản rất là tinh tế anh chị em nhé, một cái bản rất là tinh tế. Dùng cho bác nào thực sự tinh mắt thì đây là một con đồng hồ rất đẹp luôn. Đấy, các bác có thể quan sát này, nhìn nó thanh thoát. Cái đường kim cọc số của nó rất là thanh thoát anh chị em nhé, rất là thanh thoát. Con này thì nó hướng tới cái vẻ thanh lịch,
sang trọng và quý phái. Sáng đẹp lên đến 97%, không tì vết anh chị em nhé, như mới luôn đấy. Giày này, giày nó hoàn thiện cũng rất là đẹp luôn, cầm nó rất là mượt. Đây là mẫu đồng hồ dành cho quý ông hướng tới sự thanh lịch, sang trọng và quý phái. Một con đồng hồ Thụy Sĩ rất mượt. Và đặc biệt con này nó còn lộ đáy anh chị em nhé. Đáy lộ nhìn rõ tim gan phổi phèo. Các bác quan sát này. Một con đồng hồ rất đẹp luôn, sáng. Sản xuất tại Thụy Sĩ. Và đây là một cái thương hiệu cũng đình đám anh chị em nhé. Đồng hồ Hamilton rất đình đám của Thụy Sĩ. Mặt trước mặt sau là đều sapphire khối. Sapphire khối chống xước này. Nhìn rõ tim gan phổi phèo. Hàng đã qua sử dụng anh chị em nhé. Rất đẹp luôn. Bây giờ mình vào tay và đo cái số đo. Đấy, các bác có thể quan sát một mẫu đồng hồ dành cho quý ông vô cùng lịch lãm. Size con này thì ước chừng cũng khoảng 40 thôi. Cũng khoảng 40. Size 40 anh chị em nhé. Size 40. Size 40 là một cái size đeo rất là vừa tầm, không quá lớn và không quá nhỏ. Đấy, sau khi mình vào tay, anh em thấy một con đồng hồ rất sáng, rất đẹp, vô cùng lịch lãm. Giá về tay 15 triệu nhé. 15 triệu là giá về tay. Giá cực kỳ tốt để anh em mua sắm. Anh em chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. 15 triệu nhé. 15 triệu là bao ship, bao thất lạc. Khoảng hơn chục ngày, cô chú anh chị các bạn sẽ nhận được hàng. Một con đồng hồ cực kỳ chất để anh em sưu tầm. Kế tiếp và liên tục chương trình, trước mắt cô chú anh chị các bạn vẫn là một cái con đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Con này thì hiệu nó là T-Shot anh chị em nhé. Các bác có thể quan sát con này thì cũng nguyên hộp anh chị em. Nguyên hộp rất là đẹp luôn. Nguyên hộp, nguyên giấy tờ. Nhưng cái dòng T-Shot thì nó làm sổ, nó làm sổ rất là dày và rất là nhiều sổ sách. Nhiều khi quá mức cần thiết. Như hai quyển tiểu thuyết luôn anh chị em nhé. Đấy, một con đồng hồ T-Shot đẹp và vô cùng thanh lịch. Con này thì các bác nào yêu thích sự tối giản và thanh lịch thì đây là một con đồng hồ đáp ứng đủ các tiêu chí của anh em. Đặc biệt các bác nhìn vào cái sợi dây của nó nhé. Sợi dây của nó với một cái thiết kế rất mượt, rất thanh lịch, rất mịn. Và nó chém cạnh nhìn rất là đẹp anh chị em nhé. Rất đơn giản và rất đẹp. Càng đơn giản thì lại càng thấy độ đẹp. Lịch ngày ở vị trí 3 giờ và con này cũng là automatic. Và đặc biệt anh em, anh chị em xem cái bộ dây của nó này. Bộ dây của nó rất đẹp luôn. Sáng đẹp. Bác nào yêu thích sự tối giản, thanh lịch và quý phái thì đây là một trong những con đồng hồ rất tuyệt vời để anh em mua sắm nhé. Các bác có thể quan sát con này cũng lộ đáy luôn. Cũng mặt sapphire. Sapphire khối chống xước. Automatic. Đồng hồ Thụy Sĩ thì bao giờ thấy người ta hoàn thiện rất là chi tiết. Cầm nắm vào cũng thấy nó mượt tay luôn. Đấy, các bác có thể quan sát này. Mặt sapphire khối trên và dưới. Chống xước, chống nước. Con này vào tay rất là thanh lịch anh chị em nhé. Lát nữa thì mình sẽ vào tay để anh em có nhìn tổng quan nhất. Bác nào quan tâm thì cứ chụp lại thôi. Giá con này về tay là 16 triệu nhé. 16 triệu là giá về tay. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước của nó. Sau đó thì mình vào tay để anh em có nhìn tổng quan. Đấy, suýt mắt. Một con T-Shot tới từ Thụy Sĩ. Rất mượt và rất đẹp. Rất thanh lịch. Và nhìn cái chém cạnh của nó rất là lạ anh chị em nhé. Size này thì cũng 40 anh chị em nhé. Cái này cũng được tính là size 40. 16 triệu là giá về tay. Các bác cứ chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo nhé. Đấy, sau khi vào tay thì anh em quan sát một con đồng hồ rất thanh lịch. 16 triệu là giá về tay. Anh chị em chỉ cần chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo nhé. Một chiếc đồng hồ độ hoàn thiện rất là cao. Đẹp từ mọi góc nhìn. 16 triệu nhé. Anh chị em chụp lại và gửi qua một trong hai số Zalo. Vậy cái clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu.
Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này thì hãy nhớ bấm đăng ký để mỗi lần mình phát video các bác xem được sớm nhất. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và kính chúc cô chú và các bạn ở những vùng lũ được tai qua nạn khỏi và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa thì Loai TV xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.